Hồng chấm muối và hồng chín cay thì bạn thích ăn loại nào hơn? Cả hai. Xời, tuyệt vời. Ngon. Hi, chào mọi người, lại là tớ đây. Ơi, nói luôn là cái hồng này không phải của nhà Trang đâu nha. Đấy, ở trong rổ thì sẽ có trái chín luôn rồi. Có trái thì chín hường. Giống quả cà chua trên này mọi người. Nhưng mà đây là quả hồng, ăn nhá. Có nước luôn này. Cái này chấm muối là chắc ngon lắm đây. Không phải là hồng chắc đâu. Wow, cái màu nhìn đẹp ghê luôn ý. Chín thì ăn nó ngọt ý. Hai cái này thì chưa chín lắm, mình chấm muối nhá. Ngon lắm, cạp vỏ đi. Nhìn cạp mắc cười ghê á. Giờ rắc muối. Vì là quên dùng củ cạp vỏ nên là các bạn thông cảm nha.